Đó đó đó. Para meter onde? De lado? Para aqui, ó. Sim. Não, para, deixa para. Sim. Lá em cima, última lá em cima. Lá em cima? Aqui sim. Mesmo. Mesmo onde? Aqui para lá. Aí alto. Aqui alto. Aí alto. Aqui pode descer. Sim. Assim bom. Quanto é? Vai, bate. Mete lá, no fim. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tô Ly Phong. Hôm nay là các bạn bắt đầu là đo đạc để chuẩn bị mình sẽ đặt những cái dầm lên, đặt những cái thanh gỗ lên trên. Centro so, centro mau aqui. 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 Para aqui. Para aqui ai até ai igual sim. Media aqui. Media aqui. Ah, aqui. Sim. Mete nesse lado. Ok, assim. Xéo là quanto? 2,40 m. 40? Sim. Ok. Passa. 2,40 m. Như vậy là từ kia sang bên này là 2,40 m. 2,40 m thì đang là quá rộng rồi. Ở dưới là mình đo tận chân cột là 3 m. À, trên cột là 3 m, ở trên thì có 2,4 m thôi. Y tông media là bạn nêu này là đang bạn đang đo kích thước để các bạn sẽ đặt những cái thanh rằng lên trên này để chuẩn bị mình sẽ đang làm mái. Nhưng mà chiều cao ở trên ở dưới là khác nhau, tại vì là cái cột này là nó đang bị cong. Quanto? Aqui, bate também, 2,40 m. Ok, então medir aqui. 40 aqui. Sim. Vai ganhar aqui, por aqui. Por aqui, para aqui. Quantos centímetros? Vai, mete lá. Não, 10 centímetros. Dá mais 10 centímetros. Sim, 10. Buraco. Porque aqui ganhar quanto? Aqui 20. Sim. Não. À, cái thanh gỗ này là đang hiện đang rộng là dài rộng khoảng 20 thì mình chia đôi ra là 10 thì mình sẽ sau này sẽ khoan cái lỗ ở đây ra, khoan lỗ vào mình đút cái cây sắt to qua để làm cái buộc ở đây. À, mình bình thường là mình làm cái chốt không chốt bằng gỗ hay bằng tre, mình không làm, mình làm bằng sắt sáu. Thì hôm nay mình cũng đã mua về đây rồi, đây như là những cái thanh sắt mà những thanh sắt vụn mình mua rất là rẻ, bây giờ là cũng tăng giá lên là 200 quan rồi đấy các bạn ạ. 200 quan rồi, 1 cân rồi, sắt 6 là họ bán kiểu khác tiền. Người dân người ta cũng đã biết ý thức được là sắt vậy là nó không giống loại sắt vụn khác. Buraco centro. Sim. Giá mail. Aí quá. Aí ainda não mete. Só ga 10 cm também. Đây bagasso. Bạn ấy đang phải khoan ra. Vira bông. Sim. Đi đây tú sim. Các bạn ấy giữ gỗ để cho nó thẳng cái cây gỗ ra. Các bạn ấy khoan nó mới chuẩn. Đi đây tùa, để poi no entra banh để pau, a de fe cu. De vaga so lo om lo a besta mui tu. De vaga. Mau pega sing ni vira como. A kita banh de sing. No apet. No apet. Mình mới tiên mình đo ở dưới gốc là không chuẩn, tại vì là mình không biết trên ngọn của nó là nó ra hay là nó vào. Tí ra. Cái này khoan gỗ là cũng rất là khó này.
A ver, está muy tu lado. Baratío, eh. Chỗ này là rãnh nước của các bạn hôm qua các bạn đào. Và hôm nay các bạn tiếp tục là đào 60 mét. Đào thêm 60 mét nữa. Mà bây giờ rất là sớm, vào buổi chiều rất là sớm mà các bạn đã đào xong rồi. Còn một hai người nữa là vẫn đang đào. Còn là bây giờ mình sẽ đi qua đây để kiểm tra xem các bạn đào như thế nào. Đây là cái rãnh ngày hôm qua. Bản Estivel là cũng đã đào xong rồi. Hôm nay bạn Martinu khả năng là chậm hơn một chút. Và bạn Maluel cũng đã xong rồi. Bạn cũng thanh niên khỏe rồi. Esiaki á. Teo phà dê giá ai á. Vì kì ai ta banh la đùa kia. On tành vô xe để xa lô tàu bông. Chỗ này là bạn ấy chưa đào xong ngày hôm qua. Mấy cái rãnh trông rất là xấu. Tí bạn quay lại làm lại chỗ này. Chỗ này khoảng tầm 2 mét. Vai. Eu não sei, esse nadu aqui não tá bom você fazer dessa canha. Esse teu, não tem ninguém fazer. Ok. Bạn đang kêu là đang bị sưng hết cả tay rồi. Còn bạn Masenu này, còn sách cả quần này. Trabalho muito. Cuốc nhiều quá, tụt hết cả quần. Ok. Nước ở đây rất là nhiều. Hôm qua là các bạn tháo nước kia vào, nước tràn cả khu này. Essia, te kha aqui, so ai ta aqui, aqui fazer mubanga em auto, depois agora ni entra outro sítio. Tá bom. Não dei ta lá em cima, so que isso. Bang tu, tu você. É, tá com o jubo. Aí que através da raiz. Bạn này là bạn ấy đào cái rãnh bao giờ cũng bị cong. Tirei lá pau, é por isso que quase. Aqui. Bánh curva, curva. Bánh tuto. Amanhã não dá mais tempo aqui, ele já aprendeu um pouco. Estivel cavalo. Cavalo. Estivel saiu bem cedo. Sim, já melhorou. Ok. Bây giờ mình sẽ ra cho bạn Estivel xem là bạn ấy cuốc như thế nào. Còn bạn này thì còn rất là nhiều. Estivel tên bue. Estivel tao này. Vài là về. Bạn này ở đây là bạn ấy cuốc rất là thẳng, đẹp. Mỗi tội là bạn cuốc hơi chậm thôi. Ta bông Essi và là Bonito. Essi Steu Apri Mai Grande. Pau cổ ta, depois vi cổ ta. Nâu kê xe để la đủ teo á. Essa aqui. Sim. Bạn này vẫn bị cong. Esse cava tudo terra de lá do rio aí tá bem Tony sou de professor Cota sim đây có một cái gốc cây rất là to em không biết là bạn đào của gì được. Ok depois tira sim còn esse cành em mesmo sou eu comecei de lá fundo mai esse aí ainda banho banho. Ok, phun đủ mai. Estivel tao nữa, aqui. Phải là Estivel vai cả ba mai phun đủ. Trước mặt mình, đây là khu rãnh ngày hôm trước là các bạn ấy cuốc. Còn ở phần trên cao kia là ngày hôm nay. Còn một đoạn nữa khoảng tầm 10 mét là các bạn chưa cuốc được. Rãnh ở đây thì các bạn ấy chỉ còn có mấy cái rễ cây là các bạn chưa làm thôi. Còn đâu là rãnh nước là bạn ấy cuốc cũng đã gần xong rồi. Còn một chỗ nào là hơi cao một chút là mình sẽ
sau này tháo nước và sẽ đắp nước vào chảy thử. Chỗ đoạn nào mà các bạn ấy đào nó hơi cao một chút mà nước không chảy được thì mình sẽ sửa lại để cho nó sâu, để nước nó sẽ chảy về đằng này. Còn rất là nhiều chỗ là mình nhìn nó vẫn chưa được ok lắm, là các bạn sẽ sửa dần. Còn ở đây ngày hôm nay là các bạn ấy đào được 60 mét là cũng đã nhiều rồi. Tại vì là các bạn khi phân các bạn ấy ra là mỗi người một khoảng nhỏ để các bạn ấy cuốc ấy, là cũng có người cuốc sâu và cũng có người cuốc lông. Tại vì là cái mặt cái vườn này là nó cao không đồng đều, nên là cái mặt nó không có độ phẳng. Là chỗ thì các bạn ấy áng chừng đến đầu gối, có người thì áng chừng đến thắt lưng. Nhưng mà dù sao các bạn cuốc như này là cũng là đã tốt lắm rồi. Sau này sửa lại là lúc mình tháo nước vào đất nó ẩm hơn thì các bạn ấy đắp lại phần trên kia nó cạn, là cái là các bạn ấy qua các bạn sửa thì lúc đấy nước chảy thì sẽ ok hơn. Đây là cái rãnh mà các bạn đã đào. Chỗ này là các bạn đào vượt qua đầu gối. Nhìn như này là cái từ đây về đằng kia là hôm qua 60 mét, hôm nay 60 mét là 120 mét. Rất là dài. 3 ngày, mỗi ngày là các bạn ấy phấn đấu 60 mét là các bạn ấy có 6 người. Hôm nay thì có một bạn nhà có việc nên các bạn đã nghỉ. Tao bông bố xe cà va banh nền tù tôi tươi là Gelson nụ cà va lên tù tôi phá tê hạ kì đuru đuru xin tôi phá. Các bạn ấy cuốc như vậy là cũng rất là khỏe rồi. Phun đủ mai á, STVL any hàng ca at ai á, any cà va ở phun đủ mai mới ủ để ăn xa đã. Ai ta ta bông any cà va phun đủ, aki vô xe auto để poi agua luz no handa bang. Any para ai so, để poi aki ni no handa. Khi mà đào ấy là các bạn ấy gặp cũng rất là nhiều rễ cây nhỏ. Các bạn ấy khi mà làm được cái rãnh mà nó bóng như thế này là các bạn đã phải dùng những cái con dao. Đây là những cái lốt dao đó các bạn ạ. Cái lốt dao đây là các bạn chém, đây là cái rễ cây. Nó rất là vướng. Tá bom, bonito. Água, anda bom. Ok, sim. É que muito, perdei muito trabalho. Ở đây là các bạn đã chọn cái mảnh cái rãnh này là từ hôm qua, từ chiều hôm qua. Bạn ra bạn phạt quả trước nên là không ai cuốc được của bạn ấy. Bạn chọn chỗ đất ẩm nhất nên là bạn ấy cuốc thôi, mà cũng cuối cùng là bạn có xong trước đâu. Chỉ có bạn Estivel là làm xong rồi này. Mấy bạn Maloel là bạn ấy xong rồi, bạn ấy về bạn đang ngồi lấu lướng ăn ở nhà rồi. Còn bây giờ mình sẽ qua chỗ các bạn mà các bạn đang làm mái nhà, thì qua đấy mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm. Ô, đi vào đồ đi vác cái tấm gỗ về. Các bạn ấy cũng đã làm xong cái phần những cái rằng gỗ này rồi. Bây giờ các bạn ấy đang
làm cái dàn giáo. Làm cái dàn giáo xong thì bạn nêu sẽ cắt cái phần trên đỉnh kia, cắt cái phần trên đỉnh ngọn kia, để sau này mình sẽ đục một cái lỗ và để cho các bạn ấy là sẽ đặt cái thanh răng này lên, là các bạn ấy sẽ làm mái. Chỗ kia là cái dàn giáo này nó đang thấp quá nên là các bạn ấy đang phải kê một số tấm gỗ lên để cho nó cao lên, các bạn đứng các bạn cắt. Để xa banh mềm. Những cây gỗ rất là to nên các bạn ấy, cái tấm gỗ kia nó cũng dày nữa, các bạn ấy thao hồ nhảy nhót ở trên không vấn đề gì. Dàn giáo này cũng rất là chắc chắn rồi. Sau này những cái cây gỗ này là mình đang gọi là tạm thời là đút cái cây tre, những cái sắt vào thôi, tí các bạn rút ra và sẽ lắp ghép ở trên, chứ để cả như này mà khênh lên là cũng rất là nặng. Ở đây cũng vậy, cũng phải lắp ghép ở trên thanh gỗ này. Bây giờ là bạn nêu là sẽ cắt, mà không biết có cắt được không, nếu mà ở mà cao quá là chưa chắc nó cắt được, rất là khó cắt. Pure quota mai ba su problem depois aumentar de pau ini saiu si pura. Có máy cưa là làm rất là dễ. Anh cứ đa đủ. Dạ ok. Ok. Tá bom. Ok, giá tá bom. Bạn ấy cắt rất là dễ cắt. Nhưng không khó lắm, là tuy là nó đang cái chiều cao của cái cây gỗ mà cái dàn giáo của bạn ấy làm là nó hơi bị thấp một chút. Về đằng kia là chắc chắn là mình sẽ phải nâng dàn giáo cao lên một chút nữa rồi. Không thì là đến lúc làm rất là khó làm. Còn mặt bên cây gỗ này là vì sao mà ngày xưa mình không cắt luôn như vậy, là mình còn chưa biết được là cái độ cao bao nhiêu cả. Như ngày hôm qua là Olivao đù, bạn đô đi vào đù là cũng đã phải lâng thêm cái phần lèn này lên là tầm 3 phân rồi. Aki á, Aki, espera tem tubo fazer ni tem entender alto e baixo. Esse dessa manhã sou de fazer giá sinh. Ok. À, ngày mai mình sẽ cầm cái ống nước xuống để đo xem nào cái phần cao và mình thấp nó có giống nhau không. Thì lúc đấy là lấy cái thăng bằng rồi thì là mình sẽ để cho các bạn cắt bên này. Còn bây giờ thì các bạn cũng nghỉ ngơi và để ngày mai làm tiếp công việc ngày mai. Còn thời lượng video của mình đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Ai pô đè. Bạn đang hỏi là sao? Về ai auto como? Cái máy mình cũng làm thì nó cũng không dốc lắm, độ dốc như vậy là sau này các bạn ấy lập máy là bằng lá cọ hoặc là cỏ, nên là mình làm như này là cũng tạm thời là ổn rồi. Quatro. Quatro.
Ok, fura de 4. Hôm nay các bạn ở xuống suối cũng đã phấn đấu thêm được 60 mét rãnh nước. Và hôm nay là mình hướng dẫn các bạn ấy làm lốt cái phần mái này là làm được một bên rồi. Và bên kia ngày mai sẽ triển khai làm thêm ở bên kia. Mai bạn nêu sẽ có thời gian cả ngày ở đây. Còn sáng nay là bạn đi cắt những thanh rằng là chưa có thời gian. Bây giờ mới chiều đến quay về làm nên là chỉ làm được một cái thôi. Làm cái này thì cũng rất là lâu. Và tuy là nhìn nó dễ nhưng mà nó làm thì nó dễ nhưng mà mất rất là nhiều thời gian, lích kích là nhiều những cái chỗ là phải cắt. Mai là nhiều chỗ mình sẽ không phải cắt nữa mà mình làm thẳng luôn thì nó sẽ nhanh hơn.